Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trúc Lâm, Nguyễn Việt, Phúc Lộc. Tưởng niệm 44 năm, nhớ chiến thắng Bến Tranh, Long An, nhớ anh hùng Đại tá Đặng Phương Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 Bộ binh, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tuần lễ từ 15 đến 21 tháng 4. 4. Bối cảnh. Đệ tấn chiếm Sài Gòn ngày 8 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt tung quân đoàn 4 để tấn công thị trấn Xuân Lộc, nơi phòng thủ của Sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại Xuân Lộc, Sư đoàn 18 Bộ binh được giao nhiệm vụ trấn giữ cửa ngõ chiến lược tiến về thủ đô Sài Gòn. Nơi đây tập trung hầu hết các lực lượng tinh nhuệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như nhảy dù, biệt động quân, thiết kỵ, pháo binh, công binh, địa phương quân, nghĩa quân, quân y, cùng đơn vị kỹ thuật điện tử. Toàn thể các cánh quân trấn giữ tại Xuân Lộc đã giáng trả những đòn sấm sét lên đầu quân xâm lược qua chiến tích 12 ngày đêm kịch chiến dữ dội. Từ 8 tháng 4 năm 75 tới 20 tháng 4 năm 1975, cả thế giới nín thở ngưỡng mộ sức chiến đấu oai dũng của người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Xuân Lộc. Trận đánh này đã khẳng định sức chiến đấu căng trường của người lính miền Nam, đánh bạc những lập luận chủ bại của giới truyền thông thiên tả vào lúc đó. Dư luận từ mấy mươi năm qua vẫn gọi chiến thắng Xuân Lộc là chiến thắng cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thực tế không phải như vậy, và 37 năm qua, một chiến thắng khác không kém phần lẫy lừng do Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 Bộ binh thực hiện được phát hiện và phổ biến. Người chỉ huy Trung đoàn 12 chính là Đại tá Đặng Phương Thành. Chiến thắng đó xảy ra ở Bến Tranh, Long An. Quân đoàn 4 và những trận đánh cuối cùng. Chiến thắng Bến Tranh. Trích trong bài hồi ký Những ngày bên cạnh Đặng Phương Thành của Trần Văn Lưu. Thưa các bạn, sau trận đánh này, báo Pháp Paris Match đã tới ngay trận địa để phỏng vấn Đại tá Đặng Phương Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có may mắn đọc được số báo này. Sau này khi qua Mỹ dự định mua lại nhưng nó rất đắt vì ở dạng văn khố, đó là chưa kể shipping từ Paris sang Mỹ. Do vậy phải bỏ ý định và có nhờ người em ở Canada vào thư viện kiếm. Người em này đã chụp lại bản đen trắng và gửi cho tôi, nhưng không thể post lên blog vì quá mờ. Vừa rồi có qua email một anh bạn ở Pháp, nhờ anh vào thư viện để scan và sau đó post trên blog của anh. Theo tôi biết, trận đánh này là chiến thắng lớn và cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và được báo chí quốc tế loan tin khắp thế giới. Trong đó có Paris Match, và người tạo ra chiến thắng là Đại tá Đặng Phương Thành, khóa 16 Đà Lạt, năm 1975. Các sĩ quan khóa này thường ở cấp đại tá, và nhiều người đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu chống lại cuộc tấn công ồ ạt của quân Cộng sản Bắc Việt, như Đại tá Nguyễn Xuân Phúc và Đỗ Hữu Tùng, lữ đoàn trưởng và lữ đoàn phó lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến ở bãi biển Đà Nẵng, như Đại tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng trung đoàn 42 sư đoàn 22 bộ binh, đã tự tử vì không muốn lên tàu để di tản vào Nam, như trung úy Nguyễn Bảo Tùng, sĩ quan không quân lái trực thăng đi thả biệt kích tử trận năm 1965 và sau này được Cộng sản trao hài cốt và được chôn ở Arlington tháng 6 năm 2003. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 75, có một số sĩ quan các cấp tìm mọi cách để rời bỏ hàng ngũ về nhà, lo cho gia đình vợ con. Thì hầu hết các sĩ quan khóa 16 đều chiến đấu tới giờ phút chót để bị tử trận, bị bắt sống. Đây là đặc điểm đáng ghi nhớ của khóa 16 bỏ bị Đà Lạt. Các bạn có thể kiểm chứng nhận xét của tôi bằng cách tìm hiểu về khóa này. Xin nói thêm, tôi đã học ở trường Bộ binh Thủ Đức khóa 8/68, nên không có liên quan gì đến khóa 16 Đà Lạt. Nhưng phải công tâm mà nói,
khóa này đã góp xương máu rất nhiều trong cuộc chiến vừa qua. Nhân dịp này, tôi thành tâm cầu nguyện cho các sĩ quan khóa 16 Đà Lạt đã hy sinh trong cuộc chiến sớm siêu thoát. Riêng các anh sĩ quan nào còn sống thì dồi dào sức khỏe vì các anh đều trên 70 tuổi. Trần Anh Tú. Vào cuối tháng 4 năm 1975, trong khi các quân đoàn 1, 2, 3 đã tan rã, thì các chiến sĩ quân đoàn 4 vẫn ghìm chặt tay súng, quyết tâm bảo vệ mảnh đất cuối cùng của miền Nam tự do. Trong đoàn 12 là thành phần trừ bị của sư đoàn 7 bộ binh, lúc này do chuẩn tướng Trần Văn Hai làm tư lệnh, đang hoạt động tại khu Bến Tranh và Long Định, kế cận quốc lộ 4. Đại tá Thành được Bộ Tư lệnh Sư đoàn gọi về họp khẩn cấp. Theo tin tức nhận được từ Bộ Tổng Tham mưu và Quân đoàn 4 cho hay, lực lượng địch là hai trung đoàn thuộc công trường 7 quân chính quy Bắc Việt, có chiến xa và đại pháo yểm trợ từ biên giới Việt Miên, đang băng Đồng Tháp 10 tiến về hướng Thủ Thừa, Tân An. Ý đồ của chúng là chiếm Thủ Thừa làm bàn đạp, sau đó đánh chiếm Tân An, cắt đứt quốc lộ 4, cô lập thủ đô Sài Gòn. Sư đoàn này được lệnh phải tung quân tra chặn trung đoàn 10, khi đó đang giải tỏa áp lực địch tại Kiến Hòa. Trung đoàn 11 đang hoạt động tại Cần Thơ, bảo vệ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Chỉ còn trung đoàn 12 của Đại tá Thành tương đối rảnh tay hơn, nên được chỉ định đi chặn địch. Khi Thành trở về Bộ Chỉ huy Trung đoàn thì các đơn vị trưởng trực thuộc và tăng phái đã có mặt sẵn sàng nhận lệnh. Ngoài thành phần cơ hữu, Trung đoàn được tăng phái hai chi đoàn thiết vận xa M113 và tăng cường yểm trợ pháo binh 155 ly của sư đoàn. Có phi cơ bao vùng khi Trung đoàn xuất phát, liên lạc hàng ngang với tiểu khu Long An để tránh ngộ nhận, lệnh hành quân cấp tốc được ban ra. Lực lượng 1 gồm 1 tiểu đoàn, 1 chi đoàn thiết vận xa M113, có đại đội trinh sát 12 tùng thiết, nhanh chóng vượt qua cầu Tân An, lấy vị trí này làm điểm xuất phát, tiến về hướng Thủ Thừa, liên lạc hàng ngang với quận Thủ Thừa để tránh ngộ nhận. Lực lượng 2 là 1 tiểu đoàn xuất phát từ Tân Hương tiến về Trạch Chanh, lục soát hai bên bờ và tiếp tục tiến về hướng Thủ Thừa, liên lạc hàng ngang với các đơn vị bạn để biết thêm tình hình và tránh ngộ nhận. Lực lượng trừ bị gồm 1 tiểu đoàn, 1 chi đoàn thiết vận xa M113, bố trí tại Lăng Nguyễn Huỳnh Đức, khoảng giữa Tân Hương và Tân An sát quốc lộ 4, sẵn sàng tiếp ứng quân bạn khi được lệnh. Bộ Chỉ huy Trung đoàn và Tiểu đoàn 73 pháo binh 105 ly đóng tại Tân Hương, Bộ Chỉ huy nhẹ sẽ di chuyển đến Lăng Nguyễn Huỳnh Đức theo nhu cầu chiến trường. Lực lượng 1 xuất phát từ 6 giờ chiều đến 7 giờ 30 chạm địch lẻ tẻ. Quận Thủ Thừa đang bị địch pháo kích dữ dội bằng đủ loại pháo cối. Tại Tân An cũng bị pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly. Khoảng 8 giờ 30, cánh 1 chạm địch rất mạnh. Địch có cả xe lội nước PT-76 kèm theo bộ binh tùng thiết. Đại đội trinh sát và chi đoàn thiết kỵ lập thành tích khởi đầu, bắn cháy ngay 1 thiết xa địch làm tinh thần binh sĩ lên cao. Kế tiếp là xe thứ 2 rồi xe thứ 3 của địch đã bị bên ta bắn cháy. Địch quân đã phải lùi lại, không phải song sáo như lúc đầu mới nổ súng. Được phi cơ soi sáng và chỉ điểm các vị trí pháo của địch để không quân và pháo bên ta tiêu diệt, làm sút giảm cường độ pháo kích của chúng. Đến 11 giờ đêm thì địch im tiếng súng, dường như chúng đã rút để củng cố lực lượng. Cánh thứ hai xuất phát lúc 5 giờ chiều, đến 8 giờ tối thấy bóng dáng và nghe nhiều tiếng động khả nghi, đơn vị tiếp tục tiến rất cẩn thận. Đến 9 giờ tối, địch khai hỏa trước rất dữ dội để cướp tinh thần bằng đủ loại vũ khí và pháo nặng, làm đơn vị phải dừng lại nghênh chiến. Hai cánh quân đều chạm địch rất nặng. Phi cơ được gọi đến soi sáng trận địa và Hỏa Long phi cơ C-47 có trang bị đại bác 105 ly đến yểm trợ liên tục. Pháo binh của ta từ các vị trí kế cận cũng được lệnh của sư đoàn cho bắn tập trung TOT vào những điểm nghi địch tập trung rất mãnh liệt. Đến 12 giờ đêm thì địch hoàn toàn im lặng.
Cánh quân 1 và 2 được thành chỉ thị kiểm tra, tổ chức địa thế phòng ngự, chờ sáng sẽ tấn công tiếp. Vừa tới 5 giờ sáng, địch nổ súng hỗ trợ cho bọn đặc công xâm nhập, nhưng chúng đã làm mồi cho hàng rào mìn Claymore và hỏa lực của chiến sĩ ta. Hay cánh quân vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Khi trời vừa sáng rõ, từng đoàn phi tuần phản lực cơ A-37 thay nhau dội bom lên đầu địch. Hỏa lực phòng không của địch rất mạnh, làm các phi cơ dội bom phải bay cao nên khó chính xác thả bom đúng mục tiêu. Sau khi nắm vững tình hình địch, Thành quyết định tung lực lượng trừ bị tham chiến. Tiểu đoàn trừ bị Tùng Thiết chi đoàn thiết kỵ M113 bọc phía nam Tân Hưng, vòng ra sau đánh bọc hậu địch. Nhờ những rặng cây trăm bầu che khuất tầm quan sát của địch, quân ta được phi cơ hướng dẫn và chỉ điểm, đã bất ngờ đánh vào sau lưng chúng. Cộng quân đã không ngờ rơi vào tình huống lưỡng đầu thọ địch, nên hốt hoảng chạy ra đồng trống làm mồi cho phi cơ và pháo binh ta. Các phi công A-37 rất gan dạ, đã bay sát ngọn cây tránh hỏa lực phòng không của địch để thả bom xăng đặc thiêu sống địch quân. Trận chiến kéo dài đến 3 giờ chiều mới được coi như chấm dứt. Địch để lại trận địa 3 xe thiết giáp bị cháy, trên 300 xác cộng quân rải rác trên trận địa. 5 tên bị bắt sống cùng với một xe lội nước PT-76. Ta tịch thu một đại pháo 130 ly nòng dài, loại vũ khí mà địch từng tự hào, đã trấn áp đè bẹp tinh thần quân ta. Ngoài ra ta còn tịch thu vô số kể các loại khác, như đại bác không giật 75 ly, súng cối 82 ly, đại liên phòng không 12 ly 8, cùng rất nhiều vũ khí nhỏ khác. Sau đó là tin chiến thắng giòn giả, làm nức lòng dân Long An. Hai vị tư lệnh quân đoàn 4 và sư đoàn 7 lập tức bay tới thị sát trận địa. Tiếp đó là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hơn, có Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tháp Tùng, đến thị sát chiến trường ngay lúc còn vương mùi thuốc súng và xác địch ngổn ngang. Tổng thống đã đích thân trao gắn đệ tứ đảng bảo quốc huân chương cho Thành ngay tại mặt trận. Trung đoàn 12 đã góp phần oanh liệt trong những trang sử cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong trận này, tinh thần quân nhân các cấp cùng một lòng, từ tiểu đoàn trưởng xuống đến tiểu đội trưởng, đã mưu trí và gan dạ, điều động binh sĩ thi hành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hai chi đoàn thiết kỵ M113 đã phối hợp với bộ binh rất nhịp nhàng, song sáo, tấn công như vũ bão, làm địch phải kinh hồn tán đổm. Cũng phải nói đến các phi công phản lực A-37 đã gan dạ đến liều lĩnh, bay sát đầu giặc để tiêu diệt địch, khiến phải phơi khay lền khênh trên trận địa. Trong sự gan dạ này, hai phi cơ A-37 đã bị địch bắn rơi. Một chiếc cháy và phi công nhảy dù ra, một chiếc khác bị rơi xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích luôn. Điều quan trọng làm binh sĩ tin tưởng và phục tùng cấp chỉ huy là do gương sáng của các cấp lãnh đạo, như Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và Chuẩn tướng Trần Văn Hai, những vị đã và đang chỉ huy sư đoàn 7 bộ binh lúc đó. Cả hai đều là những vị tướng thanh liêm, cương quyết nhưng nhân từ độ lượng. Tôi còn nhớ trong buổi họp các đơn vị trưởng từ tiểu đoàn trưởng trở lên, tướng Nam thường nhắc, chúng ta nên nặng về giáo dục hơn trừng phạt, nhất là đối với các sĩ quan trẻ mới ra trường, chưa kinh nghiệm, dễ bị quyến rũ vào vi phạm kỷ luật. Ta hãy xét kỹ và phân tách từng trường hợp, đừng vì nhất thời cái gì cũng ký giấy phạt thì họ không có cơ hội chuộc lỗi để tiến thân. Như vậy chúng ta sẽ thiếu cán bộ chỉ huy sau này. Chính họ là vốn quý của đơn vị và quân đội chúng ta. Lời vàng ngọc này tôi không bao giờ quên, và chính Thành cũng đã thấm nhuần tư tưởng của tướng Nam. Nên anh đã thu phục được nhân tâm của các quân nhân các cấp trong trung đoàn, để tất cả một lòng theo anh và sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Sau ngày 30 tháng 4, thương và nghe lời gia đình, Thành phải chấp nhận trình diện như trăm ngàn người khác. Chúng điều tra, biết chính anh là người chỉ huy trận đánh và đã loại hai trung đoàn thuộc công trường 7 thiện chiến Bắc Việt. Đó là điều chúng không ngờ. Vì vậy, chúng bắt anh khai tới khai lui, bắt anh thuyết trình lại trận đánh trên bản đồ, chúng mới tin là thật. Đến khi di chuyển ra Bắc, tuy ở chung trong trại cấp đại tá,
nhưng Thành không được đi lao động bên ngoài vì sợ anh trốn. Nhưng một hôm, bỗng nhiên phát giác Thành vắng mặt, bọn chúng vội vã thông báo cho địa phương và mang chó săn đi tìm kiếm. Sau mấy ngày lẩn trốn, chúng bắt được anh rồi đưa về trại, tra tấn. Kể cả những tên lính gác cũng được dịp vào đánh hôi trong hầm đá lạnh lẽo để cố tìm ra ai là người tổ chức, vì tất cả đều không khai. Chân tay bị còng nên anh chỉ gồng mình hứng chịu cho đến khi chết. Liền đó, bọn giám thị trại và quản giáo bày cảnh Thành tự tử, bắt người đội trưởng ký tên xác nhận. Khoảng giữa tháng 10 năm 1976, tôi ở trong tổ trực của trại 8 nên phải đi đào huyệt. Tò mò tôi muốn biết người vừa chết là ai, nên sáng hôm sau đi cắt tranh lợp nhà, lén tạt qua nơi mình đào mộ hôm qua. Lúc đó mới hay người nằm xuống chính là người bạn AET thân nhất trong cuộc đời quân ngũ của mình, cựu thiếu sinh quân cố đại tá Đặng Phương Thành. Tác giả Trần Anh Tú. Trận đánh cuối cùng của địa phương quân quận Thủ Thừa tỉnh Long An. Thưa các bạn, trong thời gian qua tôi có đăng vài bài về trận đánh tại khu vực Bến Tranh của Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc tìm kiếm thông tin về trận đánh này, tôi đã đọc được bài của Thiếu tá quận trưởng Thủ Thừa Long An thuộc quân khu 3 nói về tình hình trong khu vực của ông ta trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1975. Thời gian này tôi đi hành quân ở Trung đoàn 10 Sư đoàn 7 Bộ binh, nên không biết tí gì về tình hình tại khu vực Thủ Thừa. Tôi nhận thấy bài viết của ông rất giá trị vì trong khi nhiều tỉnh lỵ, thành phố ở vùng 1, 2 và 3 đã lần lượt bỏ ngỏ trước cuộc tiến công của quân Cộng sản Bắc Việt, với hỏa lực hùng hậu của đại pháo 130 ly và chiến xa T-54, thì tại Thủ Thừa Long An, dân và quân dù cho phương tiện rất thiếu thốn, đã anh hùng đẩy lui các đợt tấn công ồ ạt của Bắc quân. Nếu quân Cộng sản Bắc Việt nhổ được cái gai khó nuốt này, họ sẽ dễ dàng cắt đứt quốc lộ 4. Nhưng chiến thắng vào những ngày cuối tháng 4 năm 75 của Trung đoàn 12 Sư đoàn 7 Bộ binh dưới quyền chỉ huy của Đại tá Đặng Phương Thành đã kịp thời bẻ gãy âm mưu này của Bắc quân. Quốc Thái là bút hiệu của Thiếu tá Đinh Hồng C, một sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết. Trong những năm tháng cuối của cuộc chiến tại Việt Nam, anh giữ chức vụ quận trưởng kiêm chi khu trưởng Thủ Thừa tỉnh Long An. Quốc Thái và gia đình hiện cư ngụ tại thành phố Reston thuộc tiểu bang Virginia. Nhân dịp đọc đặc san chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, anh đã nhiệt tình gửi bài đóng góp. Chân thành cảm ơn Quốc Thái và mong có dịp được đọc bài vở của anh nhiều hơn. Quận Thủ Thừa tỉnh Long An nằm dọc theo quốc lộ 4 khi chúng ta nhìn về bên phải từ hướng Sài Gòn đi xuống qua quận Bến Lức. Thời điểm mà tôi ghi lại những dòng chữ này xảy ra vào những ngày cuối tháng 3 năm 75, khi ban mây thuộc vừa thất thủ, áp lực của cộng quân đè nặng trên khắp bốn vùng chiến thuật. Chúng tôi đang ngăn chặn đường dây xâm nhập của địch từ vùng mỏ vẹt Ba Thu và Kiến Tường. Giờ này đại quân của Việt Cộng đã tràn xuống, trận đánh mở màn làm cho tôi xính vính. Tôi biết chủ lực bọn Cộng sản nằm bên kia biên giới Campuchia, nhưng một bộ phận chính đang nằm ở phía bắc xã Long Ngãi Thuận. Chúng hăm he muốn chơi tiểu đoàn của Cử. Thiếu tá Cử xuất thân khóa chính Thủ Đức, là một sĩ quan anh hùng, có tài chỉ huy và biết chỗ đứng của mình, nên tôi rất kính trọng và quý mến ông. Tôi đối xử với ông như bạn. Xung trận cùng nhau chia sẻ ngọt bùi nơi trận địa, tôi triệu Cử về bằng định là phải tính kế với bọn này. Tôi làm lệnh hành quân, dùng Tuần Giang đưa tiểu đoàn Cử đi hành quân và thay thế khu này là một đại đội biệt lập. Tiểu đoàn dời đi buổi sáng, chẳng ngay trong đêm là đoàn tàu lại bốc đủ tiểu đoàn đem về Mỹ An Phú, một xã đối diện, để ém quân đợi lệnh. Một kế của tôi và Cử có phần thành tựu. Ngay đêm sau, xã Long Ngãi Thuận bị tấn công, địch chiếm ấp và vây hãm căn cứ hành quân của tiểu đoàn, mà hiện chỉ có một đại đội biệt lập trấn đóng. Hai khẩu 155 ly đã kín đáo dời lên xã Mỹ Lạc Thạnh. Từ trước, tiểu đoàn Cử sẽ được chia làm hai cánh, một mặt chặn đường rút,
một mặt tấn công vào hông của địch, đồng thời trong đồn cũng nhận lệnh phản công mãnh liệt. Cuộc chạm súng bắt đầu từ tờ mờ sáng. Sư đoàn 3 không quân cho một chiếc L-19. Tôi yêu cầu quan sát viên ở lại để cho tôi được sử dụng máy bay. Người phi công là dân chịu chơi, bất chấp hiểm nguy. Anh ta xuống thấp gần 500 bộ, khoảng 200 thước cách mặt đất, để tôi nhìn rõ hầm hố và khả năng tham chiến của địch. Địch đã kẹt cứng trong ấp, là vùng sình lầy nước rồng, không giống như những vùng đất đỏ tam giác sắc bời lời hai Dương Minh Châu, nên không thể đào hầm hố để trú ẩn. Ở đây, lộ mục tiêu là chết. Gần 3 tiếng đồng hồ tôi dùng phi pháo đánh cho địch nhào ra trước khi tiểu đoàn của cử có thể tiến quân tiếp địch. Kết quả sau cùng, tiểu đoàn của cử toàn thắng. Mối thù tháng trước đã trả, nhưng vấn đề từ nay có lẽ phức tạp hơn thế nhiều. Một câu hỏi khúc mắc cứ lẩn vẩn trong đầu tôi. Từ trước đến nay lính Cộng Hòa gọi tụi Cộng sản là chuột, vì chúng luôn luôn trốn trui trốn nhủi, chỉ nhảy ra cắn trộm như nổ mìn phục kích hay pháo kích. Nay bỗng dưng chúng công khai ra mặt, đối đầu đánh lớn với quân mình. Có thể là Mỹ yểm trợ chúng tôi yếu, hay chúng muốn đi đến hồi kết của chiến tranh. Chỉ huy là tiên liệu, tôi phải lo toan trước khi quá trễ. Lợi dụng hai trận đánh lớn vừa qua, tôi động viên toàn thể quân sĩ từ bộ chỉ huy đến đơn vị, chỗ nào tôi cũng tạo không khí chiến tranh sôi sục. Lệnh tích lũy 60 ngày ăn với nước uống được ban hành, lính tráng hành quân liên miên trừ sĩ quan là không phải chạy, từ hạ sĩ quan trở xuống. Nếu cấp trên gọi cấp dưới thì cấp dưới phải chạy, anh nào đi đứng tà tà là bị đưa đi ngay. Tất cả cao ốc bồn nước, lính phải đặt bao cát, đem đồ ăn dự trữ trên đó. Làng xã nhân dân tự vệ cho vào khuôn phép, không còn đắc nhân tâm gì cả. Anh nào lôi thôi bị đá thẳng cánh. Có lần bộ chỉ huy tập báo động, chỉ huy trưởng cảnh sát coi thường, vẫn để đèn còn vặn máy thu thanh nghe cải lương. Trong khi lính chi khu đang phải chạy vào hầm hố, lập tức chỉ huy trưởng cảnh sát bị gọi qua để nhắc nhở và cảnh cáo. Ngay ngày hôm sau, đích thân cảnh sát trưởng phải đi hành quân với chi khu. Hôm đó, trung tâm Phượng Hoàng lên kế hoạch hành quân cảnh sát ngay vào ổ Việt Cộng. Và tôi đã yêu cầu ông thiếu tá cảnh sát nhảy tàu với tôi. Nước ngập tới ngực, chưa vào được tới bờ đã bị du kích bắn tỉa. Chỉ huy trưởng cảnh sát mặt mày xanh lè, không phải vì nước lạnh mà vì mạng sống người cảnh sát đang làm việc ở nơi an lành, bỗng dưng ra đây thí mạng cùi. Sau cuộc hành quân Phượng Hoàng này, mỗi khi chi khu nổi còi báo động là đèn đóm tắt ngấm và bên cảnh sát kỷ luật hơn ai hết. Mọi người biết là lạnh thật, không ai còn đùa nữa. Chỉ thị ban ra đều được kiểm soát để thi hành nghiêm chỉnh. Tôi mặc lệnh cho Đại Quý Lộc, trưởng ban 4, khi có chiến tranh là lập tức thi hành hai việc. Đem đoàn tàu ra thu kho gạo của ông Ba Bài về nuôi quân và phát cho lính phòng thủ ăn. Đồng thời lấy lực lượng trừ bị chiếm cây xăng, lấy xăng cho lính chở quân. Hành động chiếm đoạt của tư này dễ làm tôi bay chức, có khi còn đi tù nữa. Nhưng tôi, nếu mọi sự xảy ra như dự đoán chắc cái mạng mình cũng sẽ chẳng còn. Không lấy thì Việt Cộng cũng nhào vô cướp. Vô tình mình nhường đồ tiếp tế cho chúng đánh mình, thà chơi trước chết tính sau. Phần lính đã lo xong, phần dân cũng phải khuyến khích tinh thần họ. Đại quý Phước được lệnh tổ chức tiểu diên hồng tại quận để công khai cho dân lành biết là thủ thừa đánh Việt Cộng đến cùng. Tất cả làng xã viên chức, tư chức, thầy giáo, dân cử, thân hào nhân sĩ được mời đến rạp hát lớn của quận để dự lễ tiểu diên hồng. Cả cái sân khấu rộng thênh thang được đại quý Phước chuẩn bị cho tôi. Phó quận, cảnh sát trưởng, chính ông xã trưởng, chính ông chủ tịch đại diện sẽ ngồi đối diện với hội trường. Không khí trang nghiêm và khí thế đấu tranh ngùng ngục. Tôi tỏ bày tâm tôi thật, lòng tôi thật, thể hiện lên lời nói chân thành và rất mạnh dạn. Tôi không chấp nhận bất cứ một đầu hàng nào, kẻ nào bất kể quân hay dân mà quay lưng lại kẻ thù là bị tôi bắn trước. Hãy mạnh dạn chiến đấu, sống hùng và chết hùng. Tôi kết thúc những lời ngắn gọn trong một hội trường im phăng phắc. Tôi hiểu người dân dưới kia ưu tư nhiều lắm. Họ đã biết rằng miền Trung vừa thất thủ, quận Tánh Linh đã mất không đầy một tháng. Ở cái quận nhỏ này, ta và địch đã trao đổi nhau gần 200 mạng người.
Tôi ra về với tiếng hô chào dõng dạc của đại quý Phước làm cho mọi người phải đứng lên tiễn chân. Tôi biết là đã để lại sau lưng những người dân nhiều lo âu và ngại ngùng. Tôi nào có khác họ, cũng là con người thì ai cũng có những điều suy nghĩ giống nhau. Nhưng tôi bị đưa lên cái thấy có trách nhiệm. Cái trách nhiệm này chỉ có đánh việc cộng thì mới chết ít, còn chạy thì chỉ tẩu chết nhiều, chạy sao được. Đánh đã, sống chết tính sao. Quận Tánh Linh là vựa gạo của quân khu, thế mà Việt Cộng bao vây có 3 ngày, cả quận đầu hàng và đói. Bài học này tôi phải thuộc. Tôi đã không ngần ngại viết lệnh rõ ràng cho Đại Quý Lộc đi tịch thu kho gạo của ông Ba Bài một khi Việt Cộng tấn công. Đêm 8 rạng 9 tháng 4 năm 75, một lực lượng Việt Cộng đánh vào tỉnh Long An chiếm phi trường Cần Đốt. Một lực lượng khác đánh vào bên hông tỉnh chiếm xã Lợi Bình Nhân của Thủ Thừa. Cuộc chiến bắt đầu. Quả là sao những toan tính của con người có thiên định. Hai cánh quân đánh vào Long An chỉ là để Dương Đông kích Tây để cầm chân quân tiếp viện. Chủ lực địch là công trường 6. Nằm phía sau cách quận 5 cây số, chúng tung từng toán đặc công tinh nhuệ táo bạo đánh thẳng vào hông quận qua ngã chợ. Chúng mong giết tôi xong là chiếm bộ chỉ huy chi khu. Là chúng kéo cờ lên, đại quân của chúng sẽ tràn ngập và với khí thế đó, quân ta phải tan hàng như đã chạy ở miền Trung. Có thể Đức tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức đang an nghỉ trên mảnh đất này đã thương cho cái công khó nhọc của đám quân dân quận nhà, nên ngài mới tạo ra những cơ may hy hữu. Bọn Cộng sản đã điều nghiên kỹ càng là không bao giờ đoàn tàu đi tuần lại về đậu ở đó trước 6 giờ sáng. Nếu chúng đánh vào quận giờ đó thì gần như là lỗ trống. Chỉ thọc bọc phá, phá hàng rào kẽm gai là giết được tôi dễ dàng. Không may điều nghiên đúng, nhưng sai cho ngày hôm đó. Vì nước thủy triều cao, đoàn tàu về bến lúc gần sáng. Đúng lúc đặc công di chuyển đến nên vô tình chúng đã bị tàu ngộ. Không chịu nổi những khẩu đại liên bên thành tàu. Toán đặc công đành lẫn vào dân chạy dạt ra chợ. 3 đêm trước, toán đặc công Việt Cộng đã điều nghiêng và thả lục bình để đánh chìm tàu. Chiếc tàu đi tuần về đậu chợ trên bãi, phía trước đám lục bình mà Việt Cộng đã đánh dấu mìn. Đặc công Việt Cộng cố vượt bóng đêm đẩy lục bình ngược con nước để đẩy đám lục bình tấp vô thành tàu. Lính gác nhanh trí thấy lục bình trôi ngược nước bèn nổ súng. Biết bị lộ, tên đặc công trên bờ đã hy sinh 2 tên dưới nước bằng cách phải cho nổ quả mìn. Tiếng nổ như trời gầm làm tôi quẳng hồn phóng mình ra khỏi hầm. Như vậy là cái may thứ nhất đã giúp cho bộ chỉ huy thoát chết. Cái may thứ hai, theo thường lệ, Đại Quý Khánh trưởng ban 3 ra lệnh cho 200 lính nghĩa quân về quận nhận lệnh đi phát quan xạ trường, tránh không cho Việt Cộng ẩn nấp. Khi toán đặc công dạt ra chợ thì trong quận đã có 200 lính với súng đạn sẵn sàng. Đại Quý Khánh chỉ việc điều động cho đánh. Công việc xảy ra nhịp nhàng như ông trời xếp sẵn. Tình trạng tấn công tràn ngập đã không xảy ra vì tất cả những chuẩn bị trước đã nhịp nhàng ăn khớp. Từ trong hàng rào phòng thủ, Đại Quý Lộc ra liên lạc với đơn vị thủy quân lục chiến mới về tân phái, phóng mình lên đoàn tàu trực chỉ nhà máy gạo Ba Bài. Trong đội trừ bị chiếm cây xăng, bộ chỉ huy của tôi với Nhất Kiếm, ban 1, Nhị Hà, ban 2, Tam Sơn, ban 3, Tứ Hải, ban 4, Ngũ Hổ ban 5 và Lục Bảo ban 6, phân tán ngay vào các cánh quân chiến đấu trong đường phố. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 2.